Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lisa Leon diện áo dài tông xà tông đón Trung Thu ở trường. Nhân dịp Trung Thu, cặp song sinh nhà Hà Hồ được bố mẹ cho diện trang phục áo dài đến trường. Nhìn hình ảnh hai bé xuống xính váy áo theo chân bố Kim đến lớp, dân tình không khỏi thích thú. Mới đây trên trang cá nhân của các con, Hà Hồ đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ hình ảnh cặp song sinh diện áo dài theo chân bố Kim đến lớp dịp Trung Thu. Kèm theo đó, nữ ca sĩ cho hay mẹ Hà ráng bay từ sáng mà vẫn không kịp đưa đi học để ké tấm hình kỷ niệm Trung Thu 2022 cùng các con. Tức Kim Lý một mình đưa hai con đến trường trong khi Hà Hồ bận đi công tác chưa về kịp. Xem qua hình ảnh có thể thấy, cặp song sinh Lisa Leon diện áo dài đỏ, tông xà tông trông vô cùng đáng yêu. Trong đó Lisa điệu đà hơn cả khi diện áo dài gấm, tóc kẹp nơ xinh xắn. Cô bé được nhận xét càng lớn càng giống mẹ, nhìn ở góc độ nào cũng như bản sao của Hà Hồ. Lisa đáng yêu khi chụp ảnh cùng bố và em trai. Riêng Leon, cậu ú diện áo dài lụa đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật. Đặc biệt, nhiều fan tinh ý nhận ra bộ áo dài này đã từng được Leon diện trong dịp Tết vừa qua. Thấm thoát sau gần một năm, cậu ú nay đã lớn bội, mặc áo dài ngắn cũng cỡn thấy rõ. Vẫn chiếc áo dài đó nhưng nay Leon đã lớn bội. Cậu bé cười tươi như hoa trong mọi khung hình. Leon diện áo dài trông rất ra dáng. Được biết vì mẹ Hà bận rộn đi công tác nên chỉ mỗi mình bố Kim đưa cặp song sinh đến trường dịp Trung Thu. Tranh thủ dịp lễ đặc biệt, nam diễn viên Hương Ga không quên lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên các con. Nhìn hình ảnh của Kim Lý một nách hai con đưa Lisa Leon đến trường, fan không khỏi xích xo. Hai nhóc tỷ đáng yêu rất ngoan, chịu khó phối hợp cùng bố chụp ảnh. Hiện cặp song sinh nhà Hà Hồ được gần 2 tuổi, các bé càng lớn càng ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu chuyện. Ghi lại hành trình khôn lớn của các con và chia sẻ với người hâm mộ, Hà Hồ không khỏi hạnh phúc. Đông đảo các bậc phụ huynh khi theo dõi gia đình nhỏ của Hà Hồ cũng đặc biệt ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của cô. Vẻ đáng yêu của hai bé đều khiến cư dân mạng không khỏi tan chảy. Mọi khoảnh khắc của cả hai đều nhận về lượt yêu thích khủng trên mạng xã hội. Mới đây nhất trên Instagram của các con, Hà Hồ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh Lisa Leon chơi cùng nhau sau giờ tan học. Nhóc ú chăm chú xem TV với khuôn mặt tròn trịa siêu cưng. Khi mẹ Hà nói, xe cứu hỏa kêu thế nào hả Leon, nhóc tỳ liền diễn tả bằng giọng khàn khàn y hệt mẹ mình. OS, OS, OS. Ú vừa trả lời xong thì chị Lisa đã đến bên cạnh và âu yếm choàng tay ôm, không cà chớn ăn hiếp chị. Leon tỏ vẻ thích thú và tinh nghịch, nghiêng đầu qua lại, hùa theo đùa giỡn cùng chị gái của mình. Chứng kiến cảnh này của hai con, Hà Hồ phải thốt lên, ối trời ơi coi kìa và khuyến khích hai con, khít 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 một cái đi. Lập tức Leon quay sang hôn lên má của Lisa cực tình cảm. Khoảnh khắc này thật đúng tim fan lẫn cư dân mạng. Càng lớn Lisa, Leon lại càng hiểu chuyện hơn. Cả hai được bố mẹ giáo dục về sự yêu thương, nhường nhịn nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất nên cực ngoan và biết bao bọc nhau. Nữ ca sĩ cũng vừa chia sẻ khung ảnh vui nhộn của gia đình nhỏ trên trang cá nhân. Lisa được mẹ diện cho chiếc váy trắng điệu đà, mái tóc chải chuốt gọn gàng xuống phố. Cô bé được ba Kim bế trên tay trông rất cưng chiều. Khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày, ái nữ của nữ hoàng giải trí bộc lộ khả năng tấu hài không hề kém em trai. Cô bé phối hợp cùng ông bố điện trai của mình liên tục pha trò phá bỉnh bức ảnh của mẹ Hà, khiến nữ ca sĩ chỉ biết bật cười vì sự lém lỉnh của cục vàng. Trong khi đó, Leon sau mấy ngày ít ăn nói nên đã quay lại trạng thái hiếu động. Út vừa nghe nhạc, vừa nhảy, vừa múa liên tục với biểu cảm nhắn nhít cưng xỉu. Tuy nhiên, khi đang say mê múa hát, con trai út của Hà Hồ lại bất ngờ lật mặt khi xách đồ chạy ra cửa. Khi được mẹ Hà hỏi, Leon đi đâu đấy? Út đáp ngay, đi chơi và tay đã kịp mở cửa, khiến ba Kim phải lao ra bắt lại ngay và luôn. Hai nhóc tỳ hiện đang sở hữu tài khoản mạng xã hội với lượt theo dõi khủng. Bài viết nào đăng tải cũng nhanh chóng gây bão. Bạn thấy sao về cặp song sinh này cũng như hình ảnh mới nhất của các bé? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với chúng tôi dưới phần bình luận nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.